Xin chào mọi người đang xem kênh Ngân Nguyễn TV của Ngân nha. Thì Ngân đã làm xong món hủ tiếu trộn thập cẩm rồi. Thì Ngân mời cả nhà mình ăn chung với Ngân nha. Bữa nay là một mình cự hết mâm này luôn mọi người ơi. Ngân ăn Ngân cuốn thêm rau sống. Nếu mà cả nhà mình thích mà ăn mà chan nước mắm không cũng được, hoặc là mình bỏ đậu phộng vô đó. Mình ăn bình thường thôi. Thì đậu phộng hành phi chan nước mắm rồi vô ăn. Còn hôm nay thì Ngân sẽ cuốn thêm rau nữa nha. Cái này cái món hủ tiếu mình cuốn rau ăn cũng ngon lắm á. Cái hủ tiếu trộn này Ngân trộn cái phần rau củ là có cà rốt nè, ớt sừng nè, ớt chuông nè, dưa leo nè, củ hành miền Tây nè, rồi rau cần, hành lá với lại là cải thìa đó. Rồi còn cái phần mặn á là có lá mía, phèo, rồi đậu hũ, trứng chiên rồi mình cắt sợi ra đó, với lại là tôm nha. Hủ tiếu mà mình muốn cái màu cho nó đẹp thì mình trộn hắc xì dầu. Còn nước tương thì nó cũng ngon nhưng mà nó hơi đen xíu. Cái màu của hắc xì dầu thì nó đẹp hơn. Cái nhìn nó tươi tươi hơn á. Còn cái màu nước tương thì nó sậm lại. Nó nhìn nó không hấp dẫn bằng. Nhưng mà cái vị của cái hắc xì dầu thì nó mặn hơn nước tương xíu. Mà nó có không có hậu ngọt nhiều giống như nước tương nha. Nó nghiêng về cái độ mặn nhiều. Cái rau cuốn thì có cái cải bẹ dúng với lại là rau xà lách với rau thơm. Mình cuốn mình ăn giống như mình ăn gỏi vậy đó, gỏi cuốn vậy đó. Có bún, có đồ, có nhiều đồ ăn rồi vô, thịt, tôm thịt rồi vậy đó, y chang như là gỏi cuốn vậy đó. Rồi làm sao đây? Nhảy Ngân quên lấy cái kéo rồi. Mình cắt cục quá thì nhìn nó không hấp dẫn. Nhưng mà ăn kéo dài dài sợi sợi gì cho nó hấp dẫn. Ngân quên lấy kéo mọi người. Kể nó đi, hủ tiếu mình gị mình kéo vậy, ăn cho nó vui miệng cho nó vui mắt. Tôm, rau rồi vô nhiều, cuốn đại cuốn hoành tráng. Quên để lá mía với phèo vô nữa chứ, không biết là có dai không đây nữa. Hồi nãy Ngân luộc cũng thấy luộc hai lần, luộc lần đầu thấy dai quá, cái hồi luộc thêm lại lần nữa mà không biết nó còn dai không, cũng không thèm thử luôn nữa. Trời vậy sao ăn trời, quá là nhiều rồi cả nhà ơi. Thêm lá tía tô rồi vô nha. Trời chết rồi. Có dưa cải nữa mọi người. Dưa cải thì mình bỏ vô đây mình xào cũng được, nhưng mà Ngân thích ăn tươi, bỏ để tươi mình cắn nè. Trời chết rồi. Sorry mọi người. Tại vì do cái lá cải bẹ dúng nó hơi bự á, cái Ngân cuốn thêm là cái hủ tiếu nó dài quá, cái không ngắt khúc được, cứ kéo kéo hoài, sợi hoài cái quá trời. Chấm nước mắm ăn rồi sao không biết sao ăn nữa trời. Ôi cái họng nào mà đưa vô cái cuốn này nổi trời. Hứng để thôi nó nhiễu nhão mọi người ơi, có cái dĩa nữa. Không biết sao nữa. Hết rồi, bự rồi. Chút Ngân kinh nghiệm Ngân sẽ cuốn lại, ít bún lại, ít hủ tiếu lại. Phải đi kiếm cái kéo ấy. Tại đồ đi lấy cái kéo. Nhớ con tôm. Khủng khiếp á. Cái cuốn khủng khiếp. Được à. Nhìn cái hết hấp dẫn rồi. Có cuốn đầu tiên khởi đầu mà chị làm vậy thôi thói thần. Dễ rồi hết cái đường rồi. Mọi người không cảm nè. Lỡ rồi. Em nó lỡ lần đầu. Còn lần thứ hai, lần thứ ba nữa mà. Còn cơ hội để sửa lỗi. Bỏ ớt vô. Ăn cuốn này xong mà no luôn rồi. Gì vậy? Ai hả? Mày gì? Trời ơi, mày làm. Tao đang ăn mày. Mẹ không chạy, hồi mày về luôn. Chị nhà
mở cửa cũng phải bưng cái cuốn rồi theo chứ sao buông xuống được. Buông nó nhăn nó đổ tháo. Quá trời. Rất là. Nên cho tôi kéo đi. Rất trời. Có bánh tráng hả? Ừ. Uống rau à? Cần chưa đến trắng. Làm đèn cuốn coi. Cái gì? Không, bằng cái đèn vàng lên. Không phải. Anh muốn tìm chi vậy hả? Quê à? Tìm chi vậy cũng không? Không? Chấm gì vậy? Dưa cải này ngon làm nha. Ngon có chia sẻ lên kênh á. Cô chú anh chị vô xem ủng hộ luôn nha. Nóng nóng tơ ốc. Trời ơi, chết mẹ rồi. Cái cuốn á. Ồ, thấy hết ham rồi chứ. Không được. Không được. Ăn xong cuốn này nó tàn cục luôn. Để con bỏ vô cái chén con cuốn lại. Chứ ăn vậy kỳ quá. Con gái đàn bà ăn phải nữ tính chứ có đâu ăn cái cuốn không thiệt. Còn hơn đàn ông. Ngon quá vậy nè. Mà hủ tiếu hôm nay con trụng nó cũng chưa có mềm lắm. Nó vừa nó cũng còn cái độ vừa. Tại con sợ nó bị bã. Nó mềm quá ăn ngán. Hủ tiếu mình trụng nước ấm chừng 5-60 độ được. Hôm nay con uống nước ép khóm. Mà cả nhà uống nước ép khóm nha. Đúng lý ra là bình thường được bưng về uống rồi nhưng mà sợ to son. Tại nắng nóng mà uống nước ép khóm nó đã. Để ngân cuốn lại cả nhà. Cuốn nhỏ nhỏ lấy cầm xà lách cuốn. Cuốn cái khác này để hận cái này nó ăn sao. Chứ nó sốt sổ một lúm thôi. Ngày nay ngày gì trời, ngày đổ mà. Cuốn tôm nè. Đậu hũ với trứng rồi vô. Nói em hỏi cuốn chà bá lửa nữa đi. Đây. Khoan. Cắt ra. Kinh nghiệm. Đi ghế đi. Không chơi. Vô clip chơi. Vô đây ngồi, ăn miếng cũng là ăn. Ăn miếng cũng mang tiếng ăn mày. Ở quê hay có câu nói đó mọi người. Ở miền Tây á, ăn ít cũng mang tiếng ăn. Kiểu người ta mời ăn mà kiểu thiếu khách á. Ăn là phải nhào vô ăn cho mạnh miệng rồi vô. Câu thơm. Rồi cuốn này chắc được rồi. Không, cuốn này quá trời. Mọi người thông cảm nha. Nãy là kiểu một tiếng nhiều quá. Nhẹ hướng mắm. Cũng ngon rồi. Kim chi rồi. Cái món tỏ ớt ngon không? Vô món nữa hả? Phèo thì nó không có mềm lắm. Nó cũng hơi dai dai nhẹ. Nó phải luộc thêm chút nữa. Con luộc làm trước á, mới sợ. Nó mới ngon. Đâu muốn. Cũng giờ ăn chơi cũng vui ha. Con thấy người Thái người ta ăn vậy nè. Con thấy con thèm quá. Ăn gì cũng rau hết trơn. Cái này cũng bự nữa. Mọi cuốn cho bá lửa. Lát tí tô ăn ngon chứ. Cái gì vậy? Cái ngày nào hả? Cái ngày nào hả? Xà lách nữa. Đủ thơm nè. Đủ vô ăn chó thơm. Tại vì giống mình cuốn ăn cũng ngon. Nó giòn mà nó mềm chứ không phải giòn cứng. Ăn ngon. Ngon
thần sầu á, thần sầu quý khóc luôn đó nha. Cho dưa món vô, kim chi hơi nhiều mà. Ủa, hơi bự hả? Không bự lắm, được cắt miếng gì cũng vừa. Bỏ tôm nha, bỏ tôm vô cuốn ha. Lo nói chuyện hỏi cuốn cuốn bự nữa đi. Cắt một cần tôm bỏ vô nữa đây nè. Thật ra thì ăn không cũng được, tại vì mình ăn vậy nè, mình thấy nó kích thích hơn, cuốn rau em thấy nó ngon hơn. Cái nước mắm ớt ngon ghê cái này ha. Một trứng chiên không? Mình coi mấy mất ban Ấn Độ mà người ta ăn bóc mà. Ăn cơm cũng bóc nữa. Chan nước cà phê vô và bóc tay. Ăn mấy món nước thì phải ăn uống đũa chứ hả? Không lẽ nước rồi cũng bóc không ta? Có không? Nó cũng bằng, nó thấy là mấy cái mốc bàn mà ăn đồ khô khô. Rồi chan nước cà ri vô rồi nè, chan vô cũng bóc luôn nha. Có mấy món nước thì nó không thấy, nó chưa coi. Không biết là có bóc à. Cũng bự, nổ nữa ta. Thấy cũng sao, cũng vừa cái miệng nè. Cũng chán cái gì vừa. Không rồi. Cũng này nhỏ nhỏ này. Ít hủ tiếu được. Có đậu hũ vô ăn cũng ngon hết chứ. Nói chung mỗi cái mỗi chút nó trộn lẫn vậy nè, mỗi cái mỗi vị. Ngân ngán ăn thịt heo dữ lắm rồi cả nhà ơi, cái thịt nạc á. Cho nên là ngân mua lòng á, chứ cái này mình sợ là thịt ba rọi cũng được. Cái dưa món ăn cũng ngon. Kim chi. Nè, làm tôm đi. Mà cái nhà con tôm nha. Bóc con tôm ăn trước cây tính tính cho nó có cái cảm giác ngọt ngon để trộn lẫn vô đây, chứ mình ăn không có bị tôm nhiều. Tôm á ngon luộc rồi ngon ăn để vô chứ không có xào, tại vì ngon thích ăn cái vị tôm mà luộc nó ngọt, bỏ vô mình xào cảm giác nó ăn ngán ngán thôi. Bỏ vô mình luộc xong bỏ vô mình trộn luôn. Lột là vậy. Ăn nó ngọt cái ghê, ngọt tôm. Lột heo à? Lá mía, người ta còn gọi là lá lách á, lá lách heo. Ông bán không nói vậy chứ không. Lá cát mà. Lá sách, lá sách là lá sách bò, là cái lá mà giống như nó tua là lá sách cái gì á. Còn lá lách này, ông nói lá lách này là lá mía. Mà thường là ngân kêu cái này là lá mía không, mà nó giống như cái gan vậy. Còn ông nói là lá lách này ông cũng rành, ông cũng biết phải không. Tại mình không có chuyên về bán thịt heo mình không biết. Sao? Hả? Ờ, ăn đi. Ngon đi. Đây, đó, cái lũi này nè cả nhà ơi, đó, đây nè.
giờ đi kiếm tôm. Cuốn tôm cho ăn nha. Bỏ rau thơm vô. Chắc là Ngân sẽ cuốn thêm một cuốn nữa rồi Ngân ngưng nữa nha, để quay cái clip dài. Bèo cho vô món vô đó, lá tía tô. Cái lá tía tô này Ngân thích ăn lắm. Nó cũng vừa áo. Nó làm nó không có bị lạc. Ủa? Nó làm nó không có mặn mọi người. Mình chấm thêm nước mắm cũng không sao hết. Để nước mắm nó làm cái vị giống như là bánh xèo vậy. Đỡ bị gãy đổ. Giòn. Cái đường trước nhà Ngân rồi. Xe chạy suốt ngày đó. Ban đêm cũng vậy luôn. Ban đêm á là người ta lại lấy rác lúc 2 giờ đêm. Còn như ngày thường lệ á, như là chỗ này là không ngủ luôn á. Tối ngày sáng đêm lúc nào cũng có người đi qua đi lại cho nó, tại vì người ta đi chơi giờ khuya, cái xong cái tới chừng 1-2 giờ sáng, 3-4 giờ sáng thì đó là có người đi lấy rác nè, rồi có người đẩy xe ra chợ Bà Chiểu bán đồ ăn đồ uống, rồi có người đi bán cá, có người đủ kiểu hết mọi người. Rồi nói chung là suốt vậy đó mà cũng vui, ở đây vui lắm, tại vì kiểu như mà bây giờ mình đói bụng hay là gì sáng đêm mình đi ra ngoài lúc nào cũng có đồ ăn hết trơn. À, 2 giờ đêm mà mình đói mình cũng đi ra ngoài mà đường này nè, cửa hàng 24 giờ cái gì này, nói chung là đồ ăn cũng có luôn, người ta bán bún bò 24/24 luôn, đồ ăn đồ uống đồ này kia đó, không có sợ đói. Ở quê là ngủ sớm nha, còn ở đây thì vậy đó, chỗ Ngân là coi như là trung tâm mọi người, nó tiện lợi mà đều hơi ồn ào một chút nhưng mà vui, nó đầy đủ tiện nghi cho mình đầy đủ hết, cái gì cũng có hết. Ngân nghe nói là ở phải ăn 7 cuốn. Tính ăn cuốn ra thôi nhưng mà ngồi nói chuyện không thì cũng buồn ha. Ngân nghe nói là ai mà bệnh Covid á, mình là hình như là bị hậu Covid là bị chứng mau quên không ạ. Cũng may là cái bệnh Covid này nó nhanh nó cũng đỡ rồi chứ không thôi mà nó còn vậy hoài hay chắc 1-2 năm nữa chắc kiểu như lọn luôn mọi người. Biết giờ không? Kiểu như mày làm gì mày kéo cửa ra vô hoài, mày tao mất tập tôn mày. Đi đây. Đi đi. Cho trống chỗ. Tao nói gì cũng không ra gì hết trơn á. Cứ cái hồi cái xẹ cái kéo vô, hồi cái xẹ cái kéo ra. Tôi quên luôn. Thiệt là tỉnh. Gắp đồ ăn cũng không nhớ gắp cái gì nữa. Kiểu như mà bị Covid mà kéo dài hoài á, chắc bị lộn quá. Ai mà bị hậu Covid là kiểu như mau quên á. Để cái mốt sắp tới bắt đầu ha, đi ra ngoài đường cái không ai nhớ, không ai biết mặt ai, bà con dòng họ cũng không ai nhớ tên ai nữa chắc. Đâu không biết sao. Đúng rồi. Mà nói đó thôi á.
mượn nợ á, mấy người đó mừng lắm. Ngon mà chủ nợ trả nợ gì, chủ nợ họ nói ủa mày có mượn tao đâu, mày đã chắc mình quên nợ nó mừng lắm. Mấy người thiếu nợ chắc mừng dữ, bị Covid nhờ thời gian nữa đó. Ai cũng mất cái nhớ đó, vợ chồng con cái trong nhà nhìn mặt nhau không nhớ tên nhau, gây lộn. Mày là ai, mày ở đâu, mày vô nhà tao mày ở nữa. Người Covid nó vậy, hậu Covid rồi quên dữ trời. Còn nhiều chứng khác nó rụng tóc rụng lâm lá cho nên nói vậy. Bây giờ không hậu Covid cũng rụng tóc nữa, hồi đó tóc nó nhiều lắm. Bây giờ không bao giờ để dài được, hồi đó để dài quá, để dài lắm. Bây giờ để ngắn không, rụng leo ngoài lưu thư rồi. Được thông báo cho mọi người, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đăng ký hoàn toàn miễn phí nha. Mong là cả nhà ủng hộ Ngân nha. Món hủ tiếu hôm nay ăn rất là ngon.